Hi, thì các bạn quay lại với video của Ai Đồng Thanh Bùi. Và hôm nay thì mình mới kết thúc xong một vài km đi bộ. Tối thì người sẽ có thể là hơi bất ngờ tại vì tại sao lại tập đi bộ mà không phải là chạy bộ. Bởi vì là thực tế nhìn ra nhìn thì mọi người cũng thấy nó khá là ngớ ngẩn, nhưng mà nó là một trong những cái bài tập để luyện cái sải chân. Và sải chân bước dài là một trong những cái kỹ thuật khá là căn bản và cần thiết khi mà luyện tập chạy marathon, đặc biệt chạy đường dài. Tại vì là nếu như mà các bạn có theo dõi và xem cái video trước của Bùi là một cái video về bốn kỹ thuật căn bản mà bắt buộc một người mới chạy bộ nào đều cũng phải là cần phải biết và được tập theo. Thì khi mà các bạn chạy marathon ấy, thì trên cả một cái quãng đường chạy dài như vậy thì các bạn nếu bước chân sải chân mà nhỏ mà ngắn thì các bạn sẽ tốn rất nhiều cái bước chân và tốn rất nhiều cái năng lượng để mà có thể về đến đích, thay vì là các bạn sải đến bước dài thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Thế thì ngày hôm nay mình vừa mới luyện tập xong và có chạy và hoàn thành xong cái bài tập ngày hôm nay. Thì bây giờ thì mình sẽ có thể là đi lại một vài cái bước luyện thành cái bước dài để các bạn có thể nhìn theo. Và nếu như ai nhìn thấy mình luyện tập chạy bộ mà đi bộ thì cũng đừng bất ngờ quá nhá, tại vì là có những cái nó ngớ ngẩn nhưng mà cái hiệu quả của nó thì khá là tốt và đã được chứng minh rồi. Thế nên là đừng bất ngờ vì cái những điều ngớ ngẩn người khác làm. Bây giờ mình sẽ tập cho mọi người đi theo thử cái luyện tập sải chân bước dài nhé. Một cách nó tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả thì thực tế là không hề dễ đâu. Hôm nay chúng sẽ quay trở về nhà thay quần áo, tắm giặt và giãn cơ, sau đó thì quay trở lại với công việc tiếp. Thì nếu như mà ai đó thấy video này lần đầu tiên của Thanh Bùi thì có thể là xem cái kênh YouTube của Thanh Bùi để có thể đón chờ được thêm nhiều những cái video khác chia sẻ về cuộc sống hàng ngày cũng như là những cái tips trong chạy bộ.